Xin chào mọi người. Hôm nay camera Nhật Phát lại giới thiệu camera Hikvision dòng Konovu. Mã này là mã có màu ban đêm, tích hợp kèm theo mic. Đây là cam công nghệ HD TVI, dùng bằng dây đồng trục nhé. Về hình thức vỏ hộp bên ngoài thì rất là bắt mắt, có tích hợp mic. Thì camera này sẽ tích hợp mic và sẽ phù hợp cho những cái đầu có sử dụng cái hệ điều hành mới nhất, thì mới có chức năng bật mic được. Bây giờ là đây là bên ngoài này, chúng ta sẽ bóc hộp đi vào bên trong của chiếc camera. Hình thức thì nó cũng giống như con cam 2M có màu mã đuôi này em, thì vẫn là các cái phụ như là giấy hướng dẫn, tấm dán định vị bắn bắt cam này, vít này, túi được làm bằng túi xốp mỏng, đảm bảo rất tốt. Thì về thân camera thì được làm bằng kim loại, cầm rất chắc chắn. Bây giờ ta cùng bỏ ra này. Đó. Về hình thức thì camera rất là bắt mắt và đẹp. Chân đế thì sử dụng vận tay, khi thao tác lắp đặt rất dễ dàng. Đó. Thông số mã của cam. Đó. Đây là hình thức bên ngoài của cam, rất đẹp. Đây là mắt, đây là đèn trợ sáng khi ban đêm nhé, ban đêm có màu. Và đây là cổng mic này, cổng mic vào. Cam này cũng vẫn là cam ngoài trời chống nước nhé. Về dây thì cam này gọi là cam 4 trong 1, có nghĩa là dùng cho các loại công nghệ như HD, HD TVI, CVI. Mỗi công nghệ IP thì là không tích hợp đâu. Đó. Hình thức thì rất đẹp. Và bây giờ chúng ta đi lắp thử vào đầu để test nhé. Đây. Đây là bên mình đã lắp vào đầu. Mã đầu này là mã đầu 16 cổng. Để chúng ta cùng test xem hình ảnh thực tế. Hình ảnh thực tế trực tiếp ban ngày và ban đêm. Đó. Dây camera đã kết nối trực tiếp. Và mình sẽ bật cho mọi người. Đầu này mình đã test là đầu 16 cổng. Đây là hình ảnh thực tế khi lên TV này. Ngoài ra là sẽ sử dụng tính năng âm thanh. Truy cập vào đầu này. Đầu này là mã 16 cổng mọi người nhé. Đây chúng ta mở âm thanh. Đó. Âm thanh thì nghe rất rõ, là tí nữa mình sẽ thử âm thanh trên điện thoại, nhưng mà mình sẽ ở một nơi khác và sẽ thử chức năng có màu ban đêm khi tắt hết điện để mọi người cùng trải nghiệm. Đó. Hình ảnh màu rất rực rỡ nha, rất đẹp. Đó. Nè, cam quay trực tiếp rất đẹp luôn. Đó. Trực tiếp luôn. Thao tác lắp đặt thì cũng rất dễ dàng, chỉ đấu tác đồng trục cắm nguồn vào là hoạt động thôi, rất tiện dụng.
Thì nữa mình sẽ test video ban đêm cho các bạn. Hãy theo dõi tiếp nha. Thì mình sẽ test ban đêm. Buổi tối của Cam nhé, tương đối sáng. Đèn tương đối sáng. Thank you.